Chân Tử Đan, Tư Sát Phá Lang đến Nhất Đại Tông Sư Diệp Vấn. Chân Tử Đan là một trong những siêu sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Mặc dù nổi tiếng muộn nhưng anh được công chúng đánh giá là ngôi sao biết đánh võ nhất sau huyền thoại Lý Tiểu Long. Đời tư rắc rối, dính vô số phốt thái độ với đàn em, đồng nghiệp. Diệp Vấn Chân Tử Đan vẫn được đông đảo khán giả yêu mến. Siêu sao võ thuật hiếm có nhưng thành công quá muộn. Chân Tử Đan sinh năm 1963 trong một gia đình võ thuật ở Quảng Đông, Trung Quốc. Mẹ của anh, Mạch Bảo Thiền, là nhà võ thuật quốc tế kiêm quyền sư Thái Cực. Chịu ảnh hưởng từ mẹ, Chân Tử Đan học võ từ khi còn rất nhỏ. Năm 17 tuổi, Chân Tử Đan từ Mỹ trở về nước và theo học tại một ngôi trường thể thao, trở thành đàn em của Lý Liên Kiệt. Trong khi Lý Liên Kiệt nhanh chóng nổi đình nổi đám, trở thành vua Kung Fu Sibit, thì Chân Tử Đan lại chật vật với những vai diễn phụ, không gây được tiếng vang lớn. Với ngoại hình không ưa nhìn, cặp mắt hí, hàm răng thiếu ngăn nắp, Chân Tử Đan chỉ được nhận những vai phụ may mắn vừa đủ để anh được liệt vào danh sách những diễn viên mới của làng điện ảnh Hồng Kông. Bộ phim được coi là có chút ấn tượng của Chân Tử Đan trong giai đoạn này là Tiêu Diệt Nhân Chứng vào năm 1989. Năm 1992, Chân Tử Đan mang đến một cái nhìn khác cho khán giả nhờ hai vai phản diện trong Hoàng Phi Hồng 2, Nam Nhi Đương Tự Cường và Tân Long Môn Khách Sạn, nổi bật nhất là vai trong phim Hoàng Phi Hồng 2. Đây là lần đầu Chân Tử Đan được hợp tác với các diễn viên gạo cội như Trương Thiết Lâm, Khương Đại Vệ và diễn viên nổi tiếng thời đó là Lý Liên Kiệt. Trận đấu giữa Nạp Lan Nguyên Thuật, Chân Tử Đan đóng với Hoàng Phi Hồng, Lý Liên Kiệt đóng, phối hợp vận dụng nhiều loại vũ khí như đao, côn, tạo nên những thế võ đẹp mắt, được liệt vào hàng kinh điển trong lịch sử phim võ thuật. Về sau, Chân Tử Đan còn hợp tác với Lý Liên Kiệt ở phim Anh Hùng năm 2002 và cuộc giao đấu giữa Trường Không, Chân Tử Đan đóng với Vô Danh, Lý Liên Kiệt đóng được bầu chọn là một trong những màn đấu võ hay nhất trên màn ảnh từ trước tới nay. Với phim Hoàng Phi Hồng, Nam Nhi Đương Tự Cường, Chân Tử Đan được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Hồng Kông. Vang danh thiên hạ với Sát Phá Lang và Diệp Vấn. Năm 1995, phim Tinh Võ Môn ra đời đã gây nên một cơn sốt mới ở các nước Đông Nam Á. Phim dài 18 tập lấy bối cảnh thời dân quốc, kể về những giai đoạn quan trọng trong đời nhân vật huyền thoại Trần Chân. Nhân vật Trần Chân từng được thể hiện qua Lý Tiểu Long, Thành Long và Lý Liên Kiệt, nay được thể hiện qua Chân Tử Đan và đã tạo nên được nhiều dấu ấn mới. Tại Việt Nam, người ta biết đến ông nhiều bởi vai này và nhiều người gọi anh là Trần Chân. Mặc dù bộ phim thành công, nhưng nhìn về lối trình diễn võ thuật lúc bấy giờ, ông cho thấy sự chịu ảnh hưởng nhiều bởi vai Trần Chân của Lý Tiểu Long, từ cách diễn tả trên nét mặt đến những pha múa võ có lẫn tiếng hét đặc trưng của họ Lý. Trần Tử Đan tham gia siêu phẩm Anh Hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu vào năm 2002. Bộ phim đã đưa tên tuổi của ông ra thế giới. Đạo diễn họ Trương vốn khắt khe đã tỏ ra rất khâm phục khả năng biểu diễn võ thuật của Chân Tử Đan trong phim này. Vai của Chân Tử Đan chỉ xuất hiện trong một cảnh quay. Đạo diễn họ Trương sử dụng như một phương pháp tô điểm. Ông đánh từ đầu tới cuối trong sự xuất hiện của mình và cảnh quay phải mất tới 20 ngày. Sau thất bại của Thất Kiếm, Chân Tử Đan đã gặp gỡ đạo diễn trẻ mới nổi Diệp Vĩ Tín. Sự gặp gỡ này đã đánh dấu mốc mới trong sự nghiệp của Chân Tử Đan. Tính cho tới nay, họ đã hợp tác với nhau 4 phim, tất cả đều nổi tiếng. Đó là bộ ba Sát Phá Lang, Long Hổ Môn, Đạo Hỏa Tuyến và Diệp Vấn. Trong Sát Phá Lang, Chân Tử Đan vào vai cảnh sát mã, lạnh lùng, có vẻ cô độc nhưng là một người có tình cảm. Vai diễn mang lại cho Chân nhiều chỗ diễn nội tâm. Trong phim, ấn tượng nhất có đoạn giao đấu đầy máu me, kịch tính giữa Chân Tử Đan, Ngô Kinh và trận đánh trong phòng khách giữa Chân Tử Đan, Hồng Kim Bảo. Tiếp theo thành công của Sát Phá Lang, Chân Diệp tiếp tục hợp tác làm bộ Long Hổ Môn rồi Đạo Hỏa Tuyến. Những phim này đều nhận được nhiều đề cử và giải thưởng. Tuy vậy, thành công và tạo nên nhiều ảnh hưởng hơn cả Diệp Vấn. Phim Diệp Vấn kể về một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của danh sư Diệp Vấn. Trong phim này, Chân Tử Đan đã trình diễn một phong cách khác trước, đó là không sử dụng những cú đá song phi nổi tiếng của mình mà phần lớn các pha võ thuật đều dùng tay, một nét độc đáo của Vịnh Xuân Quyền. Để diễn được các pha võ này, ông đã luyện Vịnh Xuân 8 tháng cũng như giảm 5kg để phù hợp với vai Diệp Vấn. Về diễn xuất, vai diễn có chút hài hước và nhiều trường đoạn nội tâm hơn các phim trước đây ông tham gia. Ông Diệp Chuẩn, con trai của Diệp Vấn sau khi xem phim này đã khen ngợi Chân và cho rằng ông là người thích hợp nhất để đóng vai này. Về doanh thu, phim đạt 100 triệu nhân dân tệ, hơn 3,5 tỷ đồng và 25 triệu đô la Hồng Kông, hơn 74 tỷ đồng sau một tuần khởi chiếu, trở thành phim võ thuật đạt doanh thu cao nhất từ trước tới giờ. Diệp Vĩ Tín từng nói với anh rằng, cậu cần một nhân vật để người ta chỉ cần nhắc tới sẽ nghĩ ngay tới Chân Tử Đan. Mãi tới năm 45 tuổi, Chân Tử Đan mới chờ được đến nhân vật Diệp Vấn, vai diễn đời của anh, chính thức bước lên hàng ngũ siêu sao võ thuật hàng đầu Sibit. Năm 2017, đánh dấu lần đầu tiên Chân Tử Đan và Lưu Đức Hoa cùng nhau diễn xuất trong bộ phim Trùm Hương Cảng. Bộ phim Trùm Hương Cảng lấy cảm hứng từ hai nhân vật có thật trong lịch sử Hồng Kông, trùm xã hội đen Ngô Tích Hào, biệt danh Hào Thọt và cảnh sát trưởng Lữ Lạc. Nếu như Hào Thọt từng được Lữ Lương Vĩ thể hiện trong Bá Hào năm 1991, thì chính Lưu Đức Hoa từng vào vai Lôi Lạc, mưu trí nhưng cũng không kém phần gian xảo qua hai tập phim Thám Trưởng 500 triệu Lôi Lạc năm 1991. Điều ấn tượng của Trùm Hương Cảng là có sự tham gia của hai ngôi sao lớn của điện ảnh Hồng Kông, là nhân vật chính được ưu tiên cả về đất diễn lẫn lối khai thác. Ông trùm Hào Thọt là linh hồn của tác phẩm dưới sự thể hiện thuyết phục từ Chân Tử Đan. Có thể nói đây là bộ phim Chân Tử Đan khẳng định thêm tài năng diễn xuất của mình. Đa tài trong sản xuất phim ảnh.
Ngoài diễn xuất, Trần Tử Đan còn làm đạo diễn hành động và nhà chỉ đạo võ thuật. Đây là người tay trái của Trần nhưng lại mang lại cho ông bộ sưu tập giải thưởng đáng nể, 7 giải thưởng và 2 đề cử, trong đó có 3 kim tượng và 2 kim mã. Ông làm công việc chỉ đạo võ thuật từ những năm đầu của sự nghiệp với phim Ăn Khách Lồng Hổ 1. Năm 2008, khi làm Diệp Vấn, do đã đảm nhiệm nhiều công việc tập võ, diễn xuất, vai trò đạo diễn võ thuật của Trần đã được giao lại cho Hồng Kim Bảo. Trở thành đạo diễn từ năm 34 tuổi với phim Chiến Lang Truyền Thuyết Legend of the World. Cho đến nay, Trần Tử Đan đã đạo diễn 6 phim, trong đó cũng có những phim thành công. Phim Nụ Hôn Sát Nhân năm 1997 đã được cho giải một trong những phim hay nhất năm 1998 bởi Hội Phê Bình Điện Ảnh Hồng Kông và tại Liên Hoan Phim Udine của Ý. Các phim Thiên Cơ Biến, Chiến Lang Truyền Thuyết, Tân Đường Sơn Đại Huynh đều được xếp vào loại ăn khách. Ông là ứng cử viên duy nhất trong số 6 ứng cử viên của Hồng Kông, đạt được giải thưởng đạo diễn trẻ xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Zubari, Nhật Bản. Trần Tử Đan từng đóng vai trò nhà sản xuất và đồng sản xuất cho 5 phim Họa Bì, Đảo Hỏa Tuyến, Long Hổ Môn, Nụ Hôn Sát Nhân, Chiến Lang Truyền Thuyết. Năm 1997, ông từng mở hãng phim tên là Bullet, nhưng nay đã giải tán. Trần Tử Đan lần đầu tham gia trong ngành công nghiệp game năm 2004 với game nổi tiếng là Onimusha 3 của hãng Capcom. Ông giữ vai trò quan trọng trong game hành động nổi tiếng này khi đảm nhận công việc chỉ đạo võ thuật và biểu diễn mẫu cho nhân vật. Năm 2006, game Long Hổ Môn ra đời dựa theo bộ phim ông thủ vai chính. Trần cũng là mẫu cho chuyển động của nhân vật chính trong game này. Đời tư vây quanh bởi hàng loạt scandal chảnh chọe, bắt nạt đồng nghiệp. Trái với hình tượng phim ảnh, Trần Tử Đan ngoài đời luôn là diễn viên gây tranh cãi với những thị phi, scandal suốt hơn 3 thập niên trong nghề. Trong đó nổi bật là những tai tiếng trở mặt với sư phụ, ức hiếp đàn em và dùng thế lực để chặn đường phát triển của những người ghét mình. Năm 2012, đạo diễn trẻ Cảnh Vệ Quốc bức xúc khi nói về nam diễn viên. Trần Tử Đan là cao thủ võ lâm trên màn ảnh nhưng lại là kẻ tiểu nhân ngoài đời. Quá trình hợp tác với nhiều đồng nghiệp, tài tử họ Trần luôn cố gắng thể hiện vị thế của mình. Trong lần làm việc với Triệu Văn Trác, nam diễn viên tự ý sửa kịch bản, bỏ nhiều đất diễn của đồng nghiệp nhằm cố ý đẩy anh xuống tuyến phụ. Triệu Văn Trác sau đó tổ chức họp báo tuyên bố trước truyền thông, Trần Tử Đan là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Trần Tử Đan và Lý Liên Kiệt vốn là đồng môn huynh đệ được đại sư phụ Ngô Bân truyền thụ võ công, gắn bó từ thuở thanh niên đến khi cùng đạt danh tiếng đỉnh cao, cả hai bắt đầu có những mâu thuẫn cá nhân. Cụ thể trong những cảnh quay với đồng môn, lợi dụng Lý Liên Kiệt chấn thương chưa khỏi, Trần Tử Đan thường cố tình đánh thật để khiến Lý Liên Kiệt bị thương. Đến nay, Trần Tử Đan cũng được đồn đoán mâu thuẫn với hầu hết các tên tuổi lớn, chỉ tính riêng trong giới làm phim võ thuật. Không dừng lại ở đó, ngôi sao Diệp Vấn trong quá trình quay phim cũng bị các nhân viên hậu đài tố chảnh chọe, không xem ai ra gì. Nhiều nhà làm phim sau lần hợp tác với Trần Tử Đan đều bày tỏ sự bức xúc, xem đó là lần làm việc cuối cùng. Thử hỏi Trần Tử Đan một câu, đạo đức nghề nghiệp của anh ở đâu? Anh coi hợp đồng đã ký có giá trị như thế nào? Đại diện đoàn phim Người Băng 2 bức xúc tố nam diễn viên trước truyền thông hồi cuối năm 2018. Scandal với đoàn phim chưa dứt, ngôi sao phim hành động tiếp tục bị nhiều người mộ xứ Trung kêu gọi tẩy chay vì tham gia trình diễn thiết kế của nhà mốt từng vướng ồn ào sỉ nhục người Trung Quốc. Vụ việc nổ ra khi bối cảnh người Trung Quốc chưa nguôi cơn giận với tai tiếng tương tự của hãng Dolce và Gabbana. Tài tử trước làn sóng phản đối đã chuộc lỗi bằng cách hủy hết các show diễn còn lại, bồi thường hợp đồng kéo dài đến cuối năm 2019 với phía đối tác và xin lỗi công khai trên trang cá nhân. Mới đây nhất, tài tử cùng vợ con bỏ về trong bữa tiệc VIP có sự tham dự của đông đảo giới nghệ sĩ và những gương mặt máu mặt trong giới kinh doanh gây nhiều tranh cãi. Theo tiết lộ, Trần Tử Đan cảm thấy không được tôn trọng bởi ban tổ chức và cho rằng mình bị kỳ thị vì là người Trung Quốc. Dù ban tổ chức sau đó ra mặt nài nỉ, vợ chồng Trần Tử Đan cũng không nể nang, dẫn con gái và đoàn vệ sĩ hơn 20 người tức giận ra về. Hành động của gia đình tài tử võ thuật không nhận được nhiều sự ủng hộ trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đánh giá đây là sự thiếu chuyên nghiệp của vợ chồng Trần Tử Đan. Bên cạnh sự nghiệp tranh cãi, đời tư của Trần Tử Đan cũng là đề tài tốn không ít giấy mực của báo giới. Trước khi có cuộc sống êm ấm bên người vợ hoa hậu Uông Thị Thi, nam diễn viên từng kết hôn với người phụ nữ Lương Tịnh Từ. Cả hai gặp nhau, nhanh chóng tiến tới hôn nhân và chia tay chấp nhoáng chỉ trong vòng 2 năm. Sau khi đường ai nấy đi, Lương Tịnh Từ một mình nuôi cậu con trai của hai người. Suốt nhiều năm qua, Trần Tử Đan bị trách là kẻ bạc tình và lạnh lùng khi không nhìn nhận người con trai cả. Trần Tử Đan luôn xuất hiện trước mọi người với hình ảnh bóng bẩy là người chồng, người cha lý tưởng bên cạnh vợ và các con. Dù vậy, anh nhiều lần bị chỉ trích của dư luận về việc phân biệt đối xử giữa các con. Trần Tử Đan thanh minh rằng mình không vô trách nhiệm với con trai cả. Anh cho biết mỗi tháng đều chu cấp 40.000 tệ, khoảng 136 triệu đồng cho vợ cũ để nuôi con. Lời giải thích này của Trần Tử Đan không thuyết phục được nhiều người, bởi tình phụ tử không thể thay thế được bằng tiền bạc. Rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Trần Tử Đan giờ đây có cuộc sống hạnh phúc với gia đình mới mà quên đi quá khứ với người vợ tào khang năm xưa. Phải mãi tới vài năm trở lại đây, mối quan hệ giữa cha con Trần Tử Đan, Trần Văn Trác cũng dần được cải thiện. Nam tài tử có mặt tại lễ tốt nghiệp của con trai cả để cổ vũ, chúc mừng.